Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ Bạch Chư Tăng thưa đại chúng. À, hôm nay là ngày à, cuối cùng trong khóa tu Phật thất lần thứ 95 năm 2020. À, được sự chỉ dạy của sư phụ Chư Tăng bố thí cho con có một thời pháp thoại chia sẻ đến quý vị xin thành kính niệm ân sư phụ và chư tăng và thưa quý vị buổi pháp thoại hôm nay như thầy mc giới thiệu là buổi cuối cùng mà người ta nói được ăn cả ngã về không cho nên hôm nay nếu mà nói nó không được như ý quý vị thì quý vị cũng đừng có ném đá tội nghiệp em lắm. đây quý vị có khỏe không? ăn cơm có no không? no rồi giờ làm cái gì? no rồi ngủ thôi. năm kia thì tâm hòa có về một tỉnh ở miền Bắc giảng khóa tu cho thiếu nhi mình cũng lên pháp tòa đường đường oai vệ như thế này các em ở dưới ngồi hỏi chứ các con ăn cơm chưa nói dạ rồi có ngon không dạ ngon bây giờ các con muốn gì ngủ à thế nọ chứ bây giờ ngủ nha dạ vâng à thế là nó lăn ra nó ngủ hết không có hạnh phúc nào mà vô tư như các cháu tuy nhiên là giảng cho các cháu là các vị biết à rất khó giảng ngồi ở dưới thì em thì ngã ngửa em thì ngã nghiêng xong rồi nó qua nó chọc ngoáy người bên này qua nó chọc ngoáy người bên kia mình không có cảm xúc để giảng thôi tốt nhất cho nó ngủ là khỏe hôm nay thì chúng ta đang sống trong một cái ngày rất là trọng đại và như quý vị biết rồi hơn hai chục năm qua thì tông môn chốn tổ hoàng pháp là nơi đi về của rất nhiều hành giả tịnh độ của chúng ta mà đặc biệt ấy, là lễ khánh đảng mà chúng ta gọi là lễ vía phật a di đà trở thành lễ hội truyền thống không chỉ của hoàng pháp mà đã lan truyền khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước và năm nay chúng ta sống trong một bối cảnh không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang phải hoàn mình gánh chịu những tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt trong đó có cả sinh hoạt tâm linh của chúng ta biểu hiện như trong khóa tu lần này quý vị thấy đông hay là thấy ít ít hơn mọi năm đúng không ạ? Tâm hòa nhớ là có năm ấy, khóa này này là ngủ la liệt ở các hành lang và năm nay thì thấy có một sự vắng nhẹ đối với các phật tử một phần là chúng ta cũng à, thực hiện nghiêm cái việc phòng chống dịch nhưng cũng một phần nào đó, đó cho thấy là tinh thần của chúng ta vẫn chưa có đủ mạnh thầy lấy ví dụ này thôi hành giả tịnh độ là hướng về Đức Phật A Di Đà. Mục tiêu chúng ta niệm Phật A Di Đà để làm gì? Để cầu sinh Tây phương cực lạc. Đúng không ạ? À? Nhưng mà quý vị đến trước Đức Phật A Di Đà chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con tên đó, pháp danh đó, nhà địa chỉ đó. Còn phát nguyện niệm danh hiệu Đức Phật xin Phật tiếp dẫn cho con về Tây phương cực lạc lúc đó mà Đức Phật A Di Đà nói ừ cái chắc quý vị chạy mất dép <laughs> miệng mình thì muốn cầu sinh tây phương cực lạc mình nói là con muốn vãng sinh tây phương cực lạc xin Đức A Di Đà tiếp dẫn cho con mà Phật A Di Đà mở miệng nói ừ được rồi để ta tiếp dẫn cho thì chắc khoan từ từ để con về con sắp việc nhà cái nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, sự mãnh liệt của chúng ta đối với đức tin vào giáo pháp nói chung và pháp môn tu học của mình ấy, chưa đủ lớn chưa đủ mạnh mà những người ngày hôm nay ngồi đây thì có thể nói rằng là xây dựng được cái đức tin cho mình cho nên mới dám ngồi đây vì vậy không dạy gì mà chúng ta không tán thán cho mình một tràng pháo tay <laughs> trong những năm qua những người hành giả tu tịnh độ của chúng ta đó cũng rất nhiều người hoang mang về phương pháp tu của mình mà cũng không ít người đặt vấn đề chùa hoằng pháp bây giờ có tu tịnh độ nữa hay không có tu niệm phật nữa hay không và cũng nhiều người suy nghĩ khi nghe ở trên mạng xã hội nói rằng không có đức phật a di đà không có cõi tây phương cực lạc Ý theo quý vị chúng ta nói thật lòng với nhau chúng ta nghe như vậy chúng ta có hoang mang không thật lòng số không thì ít mà số có thì điều đó nói lên một điều rằng là đức tin của chúng ta không vững mà những người tu trong Phật giáo nói chung và những người hành giả tịnh độ nói riêng niềm tin là quan trọng niềm tin là rất lớn ngay như quý vị, bước đầu vào đạo học Phật, chúng ta quy y Tam Bảo, mình phải tin mình mới quy y chứ. Nếu mình không tin mình đâu có quy y. Thế có một Phật tử kia nói, "Thầy ơi, bố mẹ con, chồng con, con con còn chưa tin nữa, bảo con tin Đức Phật." Phải không ạ? À? Đấy là một thực tế, Đối vì trong gia đình của họ họ còn nghi ngờ lẫn nhau mà bảo họ tin Đức Phật sao được? bây giờ chúng ta có mặt ở đây chúng ta tin phật tin pháp tin tăng nhưng mà về nhà mình có tin được những người xung quanh mình hay không cho nên đôi lúc cái, cái niềm tin của mình ấy, nó cũng cần phải xem xét lại bây giờ thầy nói trong cái phương diện chúng ta tu niệm phật với nhau thì trên nền tảng căn bản là phải xây dựng được ba yếu tố tín nguyện hạnh mà như ngài thiện đạo đại sư ấy, ngài nói rằng là chỉ cần tín và nguyện mạnh là có thể thành tựu được việc cầu sinh tây phương cực lạc và đức phật a di đà nguyện lực của ngài với 48 đại nguyện như vậy chúng ta có đủ đức tin vào trong 48 đại nguyện đó hay không? Ở đây mấy ai thuộc được 48 đại nguyện của Phật A Di Đà? Để chúng ta nói mình là hành giả tu tịnh độ, mình niệm Phật. Nhưng 48 đại nguyện của Phật A Di Đà mình có thuộc không? Nguyện thứ nhất nước không đường ác cho đến nguyện thứ 48 là chứng vô sinh pháp nhẫn. Mà xưa kia Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ á, Ngài hành trì 48 đại nguyện này Cứ 3 giờ sáng Mặc dù Phật sự Hay là Mùa đông cũng như mùa hè Ngài không quản tuổi cao sức yếu Mỗi một đại nguyện Ngài lễ một lễ Và hành trì như vậy Bây giờ chúng ta nói Người tu niệm Phật có thấy ai Đạt được nhất tâm bất loạn đó xin thưa niệm phật được nhất tâm bắt loạn không phải dễ nhưng chúng ta có chấp trì được danh hiệu của đức phật a di đà hay không chấp trì nghĩa là gì là nhớ không quên hoặc nếu có quên thì chúng ta khởi động lại câu niệm phật đó đừng để nó mất ngay như cố hòa thượng thích trí tịnh khi hỏi Ngài Hòa Thượng có đạt được nhất tâm bất loạn hay không Hòa Thượng nói tôi cũng chưa đạt được đến nhất tâm bất loạn Tôi chỉ có thể chấp trì được danh hiệu của Đức Phật mà thôi Chấp trì nghĩa là gì? Là chúng ta thường nhớ danh hiệu của Đức Phật a à, di đà Chùa Hoàng Pháp chúng ta có một bài hát Khi ăn cũng niệm Di-đà Đến khi đi ngủ cũng nghe Nga nằm Khi nhàn thì niệm chăm chăm Cả khi bận rộn cũng thì thầm nếu khi vui chẳng lãng chút nào như vậy tối hôm nay chúng ta dự lễ hoa đăng mình ngồi trong sân nến mình nhìn lên đức phật a di đà mình có cảm thấy thẹn lòng hay không trong khi đó danh hiệu của phật mình chấp trì chưa thuần thục thứ hai bốn tám đại nguyện mình chưa thuộc mình nhìn lên đức phật a di đà mình có thẹn với đức phật a di đà hay không điều đó mọi người suy nghĩ xem chúng ta cứ đặt ra vấn đề là tu niệm phật khó nhất tâm bất loạn khó nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm ở các nước phật giáo nam truyền họ có những rừng thiền có những thiền đường thiền sinh rất đông ví dụ như là thiền đường ba ao ở miến điện những người tu ở bên đó, đó họ đi vào từ sơ thiền đến tứ thiền rất dễ vì rằng là quý vị có biết một ngày họ ngồi 11 tiếng để ngồi thiền 11 tiếng họ ngồi thiền và môi trường đó là môi trường không có cơ hội để họ phạm giới hoặc là tác ý phạm giới vật chất không có điện thoại không có mà trong môi trường đó đó các vị thiền sinh ấy, người ta ngồi thiền đến khi nào họ mệt họ lăn ra họ ngủ thôi bây giờ trong khóa tu này chúng ta niệm phật được mấy tiếng nếu mà chúng ta làm được như thiền đường ở các nước khác thì niệm phật có kết quả chứ không phải là không có kết quả cho nên chư tổ bảo rằng là quan trọng là chúng ta có chuyên hay không mà thôi chứ mình đừng bảo rằng là mình không có đạt được cái điều đó quan trọng là mình có chuyên hay không thôi mình xét lại coi một ngày mình niệm Phật được bao nhiêu câu Và hành giả tịnh độ của chúng ta đó Ít nhất là mỗi người cũng phải có một cái tràng hạt như thế này Để cái tay của mình nó không buồn làm những việc khác Có cái tràng hạt này để Duyên theo câu niệm Phật Và mình có đặt ra cho mình mỗi một ngày ít nhất mình niệm được 10 tràng như thế này không? 20 tràng như thế này không? Để mình xem lại cái quá trình tu của mình nên mình luyện công nó chưa tới nhưng mà nghe nói những cái vấn đề xuyên tạc về pháp môn tu, xuyên tạc về con đường tu thì chúng ta lung lay. Cho nên đại chúng mình nhìn lại trên cái bước đường tu của mình, mình nói mình là hành giả tịnh độ nhưng mình có chuyên nhất thực hành được hay không. Và xin thưa rằng là pháp môn tịnh độ không phải dành cho ông già không phải dành cho những người lớn tuổi mà pháp môn tịnh độ cũng không phải là pháp môn dành riêng cho những người tu tịnh độ không điển hình như trong khóa hư lục của đức vua trần thái tông mà quý vị biết rằng thời nhà trần ấy, dòng thiền trúc lam yên tử rất nổi tiếng gần như đâu đâu cũng thực hành việc tu thiền thế mà đức vua trần thái tông Mặc dù là công việc triều chính rất nhiều nhưng ngài cũng đã soạn ra khóa hư lục, trong đó có một chương ngài dành hẳn để mà hướng dẫn những người niệm Phật. Và ngài chia niệm Phật ra làm ba hạng: người hạ căn, trung căn và thượng căn. Người thượng căn thì chúng ta không nói, rồi, việc đó chúng ta chưa bàn tới. Nhưng chúng ta từ hạ căn, trung căn trung căn niệm phật nghĩa là thế nào là chấp trì danh hiệu của đức phật niệm phật tức là niệm thiện mà niệm thiện thì sẽ buông bỏ niệm niệm ác trong tâm mình không có niệm niệm ác là bởi vì mình niệm thiện mà danh hiệu của phật là thiện hay ác danh hiệu của phật là để cho chúng ta duyên theo những cơ hội tăng thượng duyên cho cái việc tiến đạo của chúng ta và những người trung căn ở niệm phật á, là để cho họ duyên theo cái câu niệm phật đó dần dần họ loại trừ những tạp niệm vọng tưởng ở trong tâm và để tâm lắng dịu thanh tịnh đặng như vậy người trung căn niệm phật không phải niệm bằng miệng không mà phải niệm bằng bằng tâm mà phải niệm bằng cái thức của mình hạng hạ căn niệm phật nghĩa là niệm phật thế nào hạng hạ căn niệm phật miệng niệm ra tiếng tai nghe âm thanh và tâm duyên theo câu niệm phật đó vì sao vậy bởi vì hạng hạ căn thì chúng ta biết rồi nghiệp chướng còn nhiều trần lao còn nặng để mà giải thoát được sinh tử luân hồi không chi khác hơn là dùng câu niệm phật để buộc tâm của mình lại Bây giờ quý vị muốn đi từ nhà đến chùa Pháp tu Phật thất Điều đầu tiên là quý vị phải Phải làm gì? Có cái ý niệm muốn đi cái đó Có tiền hay không ta chưa bàn Bây giờ có nhiều người có tiền nhưng mà không muốn đi thì có đến được không? Không muốn đi thì không đến được Đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta muốn đi Thì tự dưng sẽ đủ điều kiện để đi rồi Thưa quý vị đó Thầy đưa một số các Phật tử Đi hành hương ở Ấn Độ Có những vị người ta không có điều kiện Thật sự so với mặt bằng chung Điều kiện họ không có Nhưng mà họ khát khao họ được đi Họ muốn đi Thế là có Phật tử nọ trợ duyên cho một ít Gia đình trợ duyên cho một ít Họ đủ điều kiện họ đi Nhưng cũng có những người có tiền rất nhiều Nhưng người ta không muốn đi Thì mình đâu thể cưỡng cầu được cái chuyện đó Đúng chưa? Cái quan trọng của người tu tịnh độ cũng vậy Quý vị có muốn đến được hay không mà thôi Bây giờ mình ngồi một chỗ Mình không chịu đi Xe đến trước nhà đón Chúng ta cũng không không đi Nhưng khi tâm mình khởi lên Mình muốn đi Thì đủ mọi phương tiện để chúng ta có thể Thể đến được Với cái nơi chúng ta muốn Cho nên đối với ba hạng niệm Phật Mà trong khóa hư lục vua Trần Thái Tông đặt ra đấy, Từ hạ căn trung căn thượng căn thì ở đây sư phụ hoàng pháp với chư tăng là lấy cái mức thấp nhất để mà nâng đỡ mọi người cùng tu trước đây khi mà tâm hòa còn ở hoàng pháp được tham dự khóa tu phật thất cùng với quý vị thì được giao cho nhiệm vụ làm giám luật ở khu a ở đây không biết còn vị nào tu vào cái những năm đó hay không các cụ các bà biết rồi ở trên khu a ngồi đâu có niệm phật ra tiếng phải không ạ không có niệm phật ra tiếng mà ngồi nghe ở dưới này niệm tức là ở dưới này á, giảng đường này chánh điện này là niệm ra tiếng niệm to còn ở khu a đó là lắng nghe bằng tay ở trong quá trình niệm đó dĩ nhiên có người sẽ bị hôn trầm có người bị trạo cử nhưng mà Nhìn chung á, tất cả các vị đều có một sự lắng tâm Lắng tâm là để cho tâm mình nó không bị vọng niệm khởi lên nữa Và điều thứ hai chúng ta đạt được đó là gì? Mình tập ngồi yên được Điều quan trọng là vậy Ta chưa nói niệm Phật thành phiến Ta chưa nói niệm Phật nhất tâm bất loạn Nhưng cái quan trọng là mình có ngồi yên được hay không? Trong một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ mình ngồi yên được không? Bởi vì vốn dĩ á, sáu căn của chúng ta á, tiếp xúc với sáu trần ở bên ngoài lăn xăng dao động đôi khi mình ngồi ba chục phút 15 phút rất khó đối với mình nhưng mà mình nương vào trong lực của đại chúng ấy, là mình ngồi được bây giờ lên trên khu a là buộc lòng phải là nhất tâm khu đó là nhất tâm lắng nghe câu niệm phật và ngồi yên một chỗ mình có muốn đứng dậy mà mình nhìn thấy mọi người đang ngồi mình cũng ngại không dám đứng dậy còn bây giờ ở nhà Hôm nay phát nguyện trước Phật A Di Đà, con xin phát nguyện niệm 10 tràng thế này. Mới có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật được hai tràng Các bắt đầu Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cái bắt đầu tỉnh dậy nói ôi chào bây giờ thôi. Giờ ngồi niệm Phật đau lưng quá, nằm niệm đi. Phải không? Bởi vì mình không làm chủ được tâm của mình, tâm mình nó còn giải đãi buông lung lắm. Thế mà mình duyên theo đại chúng ấy, buộc lòng là mình buộc tâm của mình lại. Khóa tu Phật thất là để cho chúng ta có cái chỗ gì? Luyện, nương vào đại chúng để luyện Và trong khóa hư lục Đức vua Trần Thái Tông nói đến người thượng căn niệm Phật Thượng căn niệm Phật là như thế nào? Là tâm mình với tâm Phật là Là một Tâm mình với tâm Phật là một Phật A-di-đà không có ở ngoài Ngoài mình Cõi tịnh độ không cần phải đến Tây Phương Mà cõi tịnh độ là ở ngay Ngay trước mắt ngay hiện tiền đó là đối với hạng thượng căn niệm niệm phật như vậy pháp môn niệm phật đâu phải dành riêng cho ông già bà cả cho những người có trình độ thấp kém mà pháp môn niệm phật là dung nhiếp hết cả ba căn thượng trung và hạ bây giờ mình lấy mặt bằng chung những người hạ căn niệm phật thôi cách đây ngày hôm qua thầy có đến thăm hòa thượng luật sư ở luật viện Huệ Nghiêm thì Hòa Thượng kể câu chuyện Mà Hòa Thượng nói hôm nay Nếu mà ông có lên chia sẻ với đại chúng của Chùa Hoàng Pháp Ông nói lại câu chuyện này Chính tôi nghe Và việc đó xảy ra ở ngay đệ tử của tôi Đó là một bà cụ Tám mươi mấy tuổi Tu thiền hơn hai chục năm tu thiền, Quê ở Long An Đến khi bà cụ bị bệnh và con cái đưa lên bệnh viện ở Trần Hưng Đạo đưa vào viện cấp cứu lúc đó bà hôn mê hôn mê rất sâu nhưng mà trong lúc hôn mê đó bà niệm nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật rất to y tá vỗ vào bà nói bà niệm nhỏ thôi niệm xung quanh lớn quá làm phiền người xung quanh nhưng lúc đó bà niệm trong vô thức bà niệm trong vô thức bà niệm rất to bây giờ bảo bà niệm nhỏ bà cũng không biết bởi vì lúc bấy giờ là bà đang niệm trong vô thức Khi đẩy vô phòng cấp cứu bà vẫn niệm to như vậy Và sau khi đó bà niệm nhỏ dần nhỏ dần rồi bà liệm đi Và cấp cứu xong đưa qua phòng hồi sức Thì bà mới kể lại cho những đứa con xung quanh bà nghe Nói lúc đó đó có hai người rất là to Nắm tay bên trái và nắm tay bên phải Nếu bà kéo xuống không cho bà đi và trong cái lúc hoảng loạn đó, đó Bà không biết làm gì chợt nhớ đến câu nam mô di đà phật bà niệm rất là to niệm theo một cách là vô thức nhưng mà có kết quả sau bà niệm to như vậy một hồi rồi đó thì hai cái người bên trái và bên phải đó đó buông tay của bà ra thế là bà sống trở lại và bà nhắc các con của bà từ nay trở đi là các con phải tu niệm phật Đây là câu chuyện chính hòa thượng luật sư Viện chủ của luật viện Huệ Nghiêm Chia sẻ lại với thầy câu chuyện nóng hổi vừa thổi vừa nghe Và ở ngoài đạo tràng chùa thầy cũng vậy Có một cô Phật tử 37 tuổi Làm ngân hàng Sau đó tự dưng mắc cái chứng bệnh ung thư mà lúc còn khỏe đó thì cô rất thích thèm ăn cật của bò đó hai cái quả to rất thích ăn cật bò thế thì khi mà cô bị ung thư nội soi chụp hình đó, nó ra hai cái quả giống y như vậy gia đình hoảng loạn vô cùng mà khi cô lên gặp quý thầy ở chùa mặt mày cô đen thui từ một người phụ nữ xinh đẹp có nghề nghiệp mặt mày đen thui tóc rụng hết lên trên đó quý vị biết là một khối khổ đau bây giờ bác sĩ trả về rồi chỉ còn có 3 tháng thôi và quý thầy chia sẻ cho các vị đó thứ nhất á có thân là có bệnh đó điều chắc chắn và bệnh nó đến với chúng ta từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có cả cái nghiệp của mình quá khứ và hiện tại mình biết mình còn 3 tháng nữa mình chết Đó là hạnh phúc nhất trần đời rồi Vì ở đây chúng ta ngồi đây Có ai biết mình chết lúc nào đâu Phải không Bây giờ tự dưng có người dự báo cho mình biết 3 tháng nữa chết Sướng quá Quá hạnh phúc Thế thì trong 3 tháng đó đó Ngoài việc chữa trị theo phát đồ điều trị của bác sĩ Cô nên giữ một tâm thanh thản nhẹ nhàng bớt lo lắng bởi vì con virus của bệnh ung thư hay là tất cả các bệnh khác nó sợ những người luôn luôn sống trong niềm vui khi mà chúng ta có niềm vui chúng ta tạo ra được một cái chất đề kháng tốt lắm có thể là chống lại được căn bệnh đó hãm lại tiến trình phát triển của căn bệnh đó mà trước đây quý vị đọc cái quyển sách Lắng nghe tiếng hát sông Hằng Kể lại cái câu chuyện đó Thì câu chuyện này cũng y như vậy Và cô là xin quý thầy đến Lập cho ban thờ ở nhà Rồi hướng dẫn cho niệm Phật Và làm các việc thiện Ba tháng sau Không chết quý vị Lên gặp quý thầy mừng lắm Câu đầu tiên cô nói là Thầy ơi tóc con mọc lại rồi Coi buồn không Tưởng đâu nói sao thầy ơi con niệm Phật có kết quả rồi Thầy ơi tóc con mọc lại rồi Nhưng có một điều đặc biệt ấy, Là đi soi trở lại Thì hai cái quả trong lòng ngực của cô ấy, Teo lại còn như hạt đậu Và đến bây giờ Cô vẫn là một nhân chứng sống Vẫn còn sống Vẫn còn làm rất nhiều những việc thiện Không những vậy mà còn đổ cả gia đình bên trong Đổ cả gia đình bên mình Mà quý vị biết rồi Họ không dễ tin Phật đâu Đi chùa thì nhiều Cúng bái thì nhiều Lễ sinh thì nhiều Nhưng bảo họ quy Phật Khó lắm Nhưng nhờ có trường hợp đó, đó Thì quý thầy ở chùa Hòa Phúc Mời cô lên chia sẻ cho Tất cả đạo tràng Thì thông qua đó Cả gia đình nội ngoại đều quy y tam bảo Do vậy quan trọng là chúng ta có đủ đức tin hay không Mình muốn đủ được đức tin của mình á, Thì mình đừng chờ đến 3 tháng nữa mình chết Mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng Ngày mai mình sẽ sẽ chết Lúc nào cũng phải nghĩ như vậy Vì ai sinh thì có hạn mà tử thì vô kỳ Không ai nói trước Nhưng mà mỗi người khi sinh ra là đã mang trên mình một bản án tử hình rồi ký giấy kết hôn là ký vào bản án chung thân nhưng cái chung thân đó rồi cuối cùng sũng sẽ đến tử tử hình ai rồi cũng chết hết á quý thầy cũng hay nói đùa với nhau chưa có chùa thì mong có chùa chưa muốn làm trụ trì thì muốn làm trụ trì nhưng mà ký vào cái giấy bổ nhiệm trụ trì rồi tức là nhận bản án chung thân quý vị làm dâu có một họ mà quý vị đã mệt mỏi rồi trụ trì là làm dâu trăm họ thì chẳng phải chung thân là gì cho nên ý, nếu mình nghĩ ngày mai mình chết thì hôm nay mình không dám lơ là cho việc niệm phật của mình mà niệm phật ấy, phải có đủ đức tin để mình giữ vững lập trường của mình theo văn hệ a hàm có nói rằng là nếu người nào tin vào bốn điều sau đây thì có thể chứng từ sơ quả cho đến tứ quả a la hán điều này chúng ta có thể áp dụng vào việc niệm phật của mình mà chúng ta đủ đức tin vào bốn điều này chúng ta đạt kết quả dù là anh tu theo phương pháp nào một là đức tin tuyệt đối vào phật Hai là đức tin tuyệt đối vào Pháp Ba là đức tin tuyệt đối vào Tăng Bốn là đức tin tuyệt đối vào Giới Quý vị nhớ cho Tin ở đây là phải tin Tuyệt đối tin 100% 100% Tin phải tin 100% Chứ còn tin 50-50 không được Hoặc gọi điện thoại cho người thân là thua Mình phải tin Chắc chắn 100% Bây giờ mình tin vào Phật, con xin quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nhưng mà nghe người ta nói không có Phật Di Đà đâu, không có Quan Âm Bồ Tát thế chí đâu, thế là ừ, cũng có thể. Thế như vậy mình tin 100% chưa? Chưa, mình chưa tin được 100%. Thế mình bắt đầu mình quay lại mình nghi ngờ con đường mình đang tu. Nhưng mà chúng ta biết rằng là các bản kinh hỗ trợ cho người tu niệm Phật ấy, đều chính từ Đức Thế Tôn đấng Thích Ca Mâu Ni Phật hướng dẫn chỉ bảo cho chúng ta. Có thể mình không tin vào Đức Phật A Di Đà nhưng mình không thể không tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thể mình chưa biết được rõ nguồn gốc của Đức Phật A Di Đà nhưng mình không thể nói rằng là mình không biết được lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu- Ni một con người bằng xương bằng thịt một con người được cả thế giới tôn Vinh Thế nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói dối thì làm thế nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cả thế giới người ta ca ngợi. như vậy Phật có nói dối chúng ta không? Phật cũng có nói dối chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, Ngài không phải là con người ích kỷ Ngài nói các vị tu theo tôi Phải theo Đức Thích Ca Mâu Ni Đừng theo một ai khác Phật Thích Ca Mâu Ni không có ích kỷ Ngài chia sẻ Ngài giới thiệu Cho chúng ta đến với tất cả những vị Phật Giống như Sư Phụ Hoàng Pháp đây Một năm Sư Phụ Hoàng Pháp Quy y cho biết bao nhiêu người Bây giờ nếu tính từ khi Sư Phụ Hoàng Pháp Quy y Tam Bảo Đến ngày hôm nay thì nó phải đến mấy chục vạn đến mấy chục vạn người nhưng mà sư phụ hoàng pháp đâu có bắt mọi người rằng là gì chỉ có biết về hoàng pháp mà không được đi những nơi khác đâu sư phụ hoàng pháp cởi mở hết giống như đức phật thích ca mâu ni vậy sư phụ hoàng pháp không bắt là phải tu theo tôi Thế về với tôi không được đi chỗ khác Mà sư phụ Hoàng Pháp cho chúng ta đi hết Đi thoải mái Đi chừng nào mỏi chân muốn về thì về <laughs> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy giới thiệu cho chúng ta Mà không chỉ có mỗi Đức Thích Ca Mâu Ni Mười phương chư Phật cũng đồng xưng tán ca ngợi Cảnh giới của Đức Phật A-di-đà Mà chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ Ta thấy rằng duyên khởi để xây dựng nên cảnh giới cực lạc Tây Phương thì Đức Phật A Di Đà cũng phải trải qua ba a tăng kỳ và 400.000 đại kiếp mới xây dựng được cảnh giới tịnh độ. Ngày đi đến cõi này ngày học một chút, đi đến cõi kia ngày học một chút, đi đến chỗ nọ ngày học một chút. Vừa rồi Tâm Hòa xem clip sư phụ đi sang Đài Loan thì chúng ta thấy rằng sau khi ngài đi sang Đài Loan về ngài bắt đầu khởi dựng cõi tịnh độ ngay tại hoàng pháp này tất cả những cái cơ sở vật chất chúng ta biết ngày hôm nay đều từ tâm nguyện thiết lập nên tịnh độ ở ngay tại nhân gian đấy là bằng chứng thật là một hành động thiết thực chúng ta là người thừa hưởng ngài xây nên tất cả những cái cơ sở vật chất nguy nga tráng lệ này cũng chỉ để nhằm cho chúng ta có đầy đủ phương tiện tiếp nhận tịnh độ ngay tại thế gian này nhưng bản thân ngài thì ở rất là đơn giản không có cầu kỳ không có xa hoa về vật chất gì cả từ hồi tâm hòa về ở với thầy cho đến nay thầy vẫn giữ một niềm như vậy không khác nhưng chùa hoàng pháp thì ngày một đấy đầy đủ. Trước đây khi mà sư phụ muốn xây tòa nhà chuyển pháp luân, tâm hòa với một số huynh đệ cũng đã có ý kiến xin sư phụ đừng xây dựng nữa. Thứ nhất tuổi ngài đã đã có rồi, sức khỏe thì lại giảm theo thời gian, mà bây giờ phật tử đến mấy chục vạn nhưng mà hãy hô hào xây dựng cũng đâu có ai người ta phát tâm dũng mãnh đâu mỗi người một ly một lai like, một giọt dầu thậm chí có những lúc thầy làm xây dựng đến mức độ không còn tiền để xây nữa gọi điện cho các đệ tử ở các cái cơ sở trực thuộc để mượn để vay để xin có nhiều lúc là xin thầy thầy đừng xây nữa bấy nhiêu đây cũng đủ rồi mà bây giờ á, khóa tu Phật thất, đạo tràng niệm Phật đã lan tỏa khắp nơi rồi. Mọi người người ta đã đến các nơi địa phương người ta tu được rồi. Số lượng về đây cũng không còn đông nữa. Nhưng mà Ngài nói rằng bây giờ để cho Phật tử người ta có cái cơ sở người ta tu không chỉ dừng lại ở cái cấp độ chỉ biết niệm Phật bằng miệng không mà còn phải nâng tầm lên niệm Phật bằng bằng tâm rồi sau đó là gì đạt đến cái thượng căn của người niệm niệm Phật. Ngài mở rộng như vậy, tất là gì? Cũng giống như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nhìn thấy hơn 200 cảnh giới tịnh độ của tất cả các chư Phật, xong rồi ngài mới góp nhặt chỗ nạn chút, chỗ kiên chút và ngài phát nguyện, ngài xây dựng cảnh giới cực lạc của của ngài. Do đó đó chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà cũng phải tu mới làm nên cảnh giới tịnh tịnh độ. Bây giờ chúng ta muốn có tịnh độ Thì chúng ta cũng phải Phải tu Tịnh độ cơ bản là tịnh độ Ngay tại gia đình của chúng chúng ta Mình đi tu Gia đình mình có hạnh phúc không Mình học Phật gia đình mình có hoan hỷ không Có vui vẻ không Con cái có thành đạt không Đời sống có ổn định không Đấy chính là tịnh độ Ở trước mắt của mình Nên chúng ta nương theo Đức Phật học theo tin vào phật tức là phải hành theo những gì đức phật đã trải qua đức phật a di đà hay như sư phụ hoàng pháp đi học hỏi đi góp nhặt và về với tâm nguyện hoàng pháp lợi sinh của mình xây dựng nên cảnh giới này thì mỗi một kỳ phật thất như thế này mình cũng phải góp nhặt được cái gì để sau khi xong phật thất mình trở về mình xây dựng ít nhất là cho gia đình của mình còn nếu mà mình tu á, mình quay lưng lại mình nói Phật A không có, Phật B không có. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phủ nhận hết tất cả các chư Phật. Bởi vì chư Phật với chư Phật thì đồng một một thể. Cảnh giới thì có khác nhau do cái nguyện lực của mỗi chư Phật, nhưng mà bản thể của tất cả chư Phật thì đều giống giống nhau. Như trăm con sông đổ về biển đều bỏ mất tên riêng mà chỉ thuần có một vị thôi phật a di đà tên a di đà là riêng phật thích ca tên thích ca là riêng nhưng mà vào trong bản thể bi nguyện độ sinh thì tất cả chư phật đều đều là một phật thích ca cũng phát nguyện độ sinh phật di đà cũng phát nguyện độ sinh có phải như vậy không ạ à? cho nên chúng ta không thể nghi ngờ đức phật được đó là điều chắc chắn kinh Na Tiên Tỳ Kheo Mi Tiên vấn đáp Thì vua Milanda cũng hỏi Ngài Na Tiên Tỳ Kheo Về năng lực của một vị Phật Na Tiên Tỳ Kheo mới đưa một câu chuyện Đó là Ngài Xá Lợi Phất Ngài Xá Lợi Phất á, Ở kỳ viên Tịnh Xá Một hôm có một ông cụ khoảng 80 tuổi Đến xin xuất gia Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực của mình Quán căn cơ của vị này 80 kiếp về trước không có một chút chủng tử nào của Phật hết. Không có một chút thiện căn nào hết, không có một chút nhân duyên nào xuất gia hết. Cho nên ngày xá lợi Phật nói thôi, ông không có duyên xuất gia. Ông buồn quá ông định ra ngoài nhảy xuống sông để chết. Thế thì gặp Đức Phật đang đi kinh hành. Đức Phật mới gọi ông, ông mới trình bày lý do ABC như vậy. Và Đức Phật ngài dùng cái thần lực của ngài Ngài quán chiếu thì Ngài thấy rằng Kiếp thứ 81 Kiếp thứ 81 Ông có nhân duyên với Với việc xuất gia Cho nên Phật cho ông xuất gia Và Phật thuyết pháp cho ông Sau đó chứng quả a la hán Như vậy chúng ta thấy rằng Kiến giải của chúng ta Ngày nay Chưa bằng kiến giải của Ngài Xá Lợi Phật Trí tuệ bậc nhất trong hàng thanh văn mà Ngài Xá Lệ Phất còn bị giới hạn về khả năng thần lực như vậy Cái nhìn của Ngài còn bị giới hạn Cái biết của Ngài còn bị giới hạn Chỉ có Phật mới thấu suốt mà thôi Bây giờ mình nghi ngờ Phật Tức là mình đã đóng bít con đường tu của mình rồi vì vậy mà chúng ta phải xác định Phải tin tuyệt đối vào và Phật Đây là thứ nhất Điều thứ hai, tin tuyệt đối vào Pháp Giáo Pháp của Đức Phật chỉ thuần một vị thôi Đó là hương vị của sự giải Giải thoát Nội dung của giáo Pháp Nội dung của giới luật Là nhất hướng Là nhàm chán Là ly tham Là đoạn diệt Và đưa đến an tịnh, thắng trí, niết bàn Đấy là theo văn hệ A Hàm Tức là gì? Tất cả các bản kinh của chư Phật Đều có nội dung như vậy Hướng con người ta Đoạn trừ ngũ dục Xa lìa ngũ dục Nhàm chán ngũ dục Và đạt được an vui ngay hiện tại Đạt được trí tuệ Để có được niết bàn ngay trong giây phút hiện tại này Nhiều khi chúng ta đọc kinh A-di-đà Chúng ta thấy là phải hướng về Tây phương Cực lạc. Nhiều vị lý giải kinh A Di Đà là cái bản kinh không có thật, đặt con người ta hướng về một cảnh giới nào đó xa xôi mà bỏ quên hiện tại. Nhưng xin thưa các vị, chúng ta đọc lại kinh A Di Đà cho kỹ đi. Chim hót, lá rơi, suối reo cũng đều là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đều là giáo lý căn bản. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Chứ đâu có xa rời với thực tế đâu. Quý vị muốn tu cái gì đi chăng nữa thì cũng phải trên nền tảng căn bản của giáo lý đó. Từ những giáo lý cơ bản tam quy ngũ giới, tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân và vân vân, đủ 37 phẩm trợ đạo. Nhiều vị đặt ra câu hỏi đó con nghe băng này Sư phụ Hoàng Pháp nói như vậy Con nghe băng kia Sư phụ Hoàng Pháp nói thế kia Như vậy có khác nhau không thưa thầy Xin thưa không có khác Không có khác Trước đây Là sư phụ Hoàng Pháp Hướng chúng ta về tỉnh độ Còn bây giờ Sư phụ Hoàng Pháp cho chúng ta chất liệu Để xây dựng tỉnh độ Quý vị có hiểu chỗ này không? Trước đây sư phụ Hoàng Pháp hướng chúng ta về tịnh độ, tức là gì? Chỉ cho chúng ta có một cõi an lạc hơn cái cõi ta bà này. Và bây giờ sư phụ Hoàng Pháp cho chúng ta chất liệu để xây dựng tịnh độ đó là gì? Ngài lấy giáo lý căn bản từ văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya để thiết lập nên tịnh độ và cho chúng ta cái chất liệu đó để mỗi người tự xây tịnh độ cho chính chính mình. hoàn toàn không có chống trái nhau nhiều nói ngày xưa thầy hướng dẫn tu vãng sanh tịnh độ bây giờ thầy nói không có tịnh độ không có sư phụ hoàng pháp tuyệt đối không nói không có không có nói là không có tịnh độ mà ngài muốn chỉ cho chúng ta nhặt từng viên gạch trong giáo lý căn bản trên nền tảng của văn hệ a hàm và nikaya để xây dựng nên tịnh độ của chúng ta tịnh độ hiện tiền này này cho nên á, những bài giảng của ngài gần đây là để xây dựng đời sống an lạc cho tất cả mọi mọi người. Bây giờ mình khổ đau, mình phiền não, gia đình mình không có hạnh phúc, không có an lạc mà mình mang những cái phiền não khổ đau đó về Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà cũng không nhận. Bởi vì trong kinh A Di Đà có nói rồi, ở Tây Phương Cực Lạc chỉ thuần là những bậc thượng thiện nhân mà thôi. Chứ không có những người đau khổ như chúng ta Không có những người đầy buồn phiền nội kết chất chứa như chúng ta Không có những người đầy bệnh hoạn như chúng ta Không có những người mà đang ngủ gật như chúng ta <laughs> Về Tây Phương Cực Lạc Mỗi người ngồi trên hoa sen Mà nghe Đức Phật A Di Đà Thuyết Pháp ngủ gật Cái là hoa sen nó gãy Gãy ngay Gục đầu xuống ngay Giáo Pháp của Đức Phật Kinh A Di Đà là một bản kinh để thiết lập hạnh phúc cho chúng ta. Mà trong chúng ta đó ai không mưu cầu hạnh phúc, ai không mong muốn tự do, ai không mong muốn mình có được những điều như ý của mình. Mà bản kinh A Di Đà đó nếu quý vị đọc ở trong văn hệ A Hàm và Nikaya đó thì cũng có những bản kinh tương tự như vậy. Và kể cả trong lịch sử của Đức Phật Ngài cũng đã từng liên hệ đến Một quốc độ giống như cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà Đó là vào năm ngày 80 tuổi Trên đường từ Tỳ Xá Ly Đi về Kusinaga Để mà nhập Niết Bàn Thì lúc đó Đức Phật nhận bát cháo nấm Của cư sĩ Thuần Đà Ngài ăn xong còn một nửa Ngài bảo cư sĩ Thuần Đà đem thật xa để đi chôn Đừng cho ai ăn nấm này Loại nấm này chỉ có mỗi Như Lai dùng mà thôi Quý vị thấy Lòng từ bi của Phật lớn không? Rất lớn Sau khi Ngài Thọ nhận bác cháu đó xong Ngài trở bệnh rất nặng Bị bệnh kiết lỵ thưa quý vị Mà lúc bấy giờ Ngài đâu có phương tiện gì khác Ngoài đôi chân của một người đã 80 tuổi Đoạn đường từ Tỳ Xá li về Kusinaga Chỉ hơn 100 số thôi nhưng Đức Phật đi trong hai tháng rưỡi Đi đến đâu ngày nghỉ đến đó Và khi về đến Kusinaga Ngài dừng lại Ngài nói với Nan Hãy vào trong khu rừng Báo với tộc trưởng của tộc Mala Rằng đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn Thế thì Ngài Anang á Xúc động lắm Ngài Nan nói Đức Thế Tôn ơi Ngài là thầy của trời người Là thầy của bao nhiêu vị vua có những vị vua có những quốc gia rất là giàu Có đủ điều kiện để mà lo lắng Cái việc ra đi lo hậu sự cho Ngài Tại sao Ngài không về những cái quốc gia phồn thịnh giàu có Để Ngài qua đời mà lại Ngài ở trong khu rừng Ở một bộ tộc nghèo nàn như thế này Thì Đức Phật nói A nan đừng nghĩ như vậy Đừng nghĩ như vậy Bảy kiếp về trước Tại Kusinaga này Có một vương quốc rất là hùng mạnh và giàu có lan can làm bằng bảy báu đường đi trải bằng vàng và như lai là người đã từng ở trong kinh thành đó rất gần rất giống với lại bản kinh a di đà của chúng ta trong văn hệ nikaya và a hàm bản kinh đó có tên là kinh đại thiện kiến vương chúng ta có thể so sánh tìm hiểu chúng ta xác định Đức Phật không nói ngoa Lời dạy của Đức Phật là Hướng chúng ta đến Cái tốt đẹp Cho nên cảnh giới A-di-đà đó Làm bằng bảy báo Đó là chuyện rất bình thường Bởi vì y báo và chánh báo của một vị Phật Hơn hẳn những người phàm của chúng ta rất, rất 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 nhiều Bây giờ quý vị thấy Sống trong cuộc sống chúng ta ngồi ở đây Gần cả ngàn con người Nhưng có gia đình nào giống gia đình nào không Ngàn gương mặt ở đây Có gương mặt nào giống gương mặt nào không hoàn toàn không đó nó phụ thuộc vào y báo và chánh báo của chúng ta thế đức phật a di đà ngày xây dựng cảnh giới tịnh độ trên nền tảng y báo và chánh báo của ngài cho nên ấy, cư dân ở cảnh giới tịnh độ chỉ thuần vui chứ không có khổ quý vị về chùa hoàng pháp này quý vị có khổ không vì sao vậy vì sao không khổ bởi vì y báo và chánh báo của sư phụ Hoàng Pháp và chư tăng Hoàng Pháp đủ điều kiện để đem đến an lạc cho quý vị ít nhất là trong 7 ngày. Bây giờ y báo chánh báo của sư phụ và chư tăng ở Hoàng Pháp đây không chỉ đủ nuôi quý vị trong 7 ngày đối với 1.000 người mà 7 ngày đối với 10.000 người cũng có thể nuôi được. Hạt giống tịnh độ á có trong mỗi người chúng ta. Khi mình quy y Tam Bảo xong mình trở thành gì? Phật tử. Phật tử nghĩa là gì? Là Phật chết á. Tử là chết, không phải. Ngoài nghĩa là con Phật ra đó thì nó còn một nghĩa nữa đó là gì? Tử là hạt giống là chủng tử. Phật tử có nghĩa là hạt giống Phật. Mình quy y Tam Bảo mình trở thành Phật tử tức là mình có hạt giống Phật mà mình phải nuôi dưỡng tưới tẩm cái hạt giống này bằng suối nguồn chánh pháp bằng câu niệm phật bằng sự thực tập trong đời sống của mỗi hành giả tịnh độ một chiếc lá rơi cũng là một bài pháp một tiếng chim hót cũng là một bài pháp ta đi từng bước từng bước cũng là một bài pháp đấy nó đều thể hiện sự tu tập của chúng ta đâu có phải là chúng ta tu tịnh độ là cầu về một cái gì cao xa đâu mình phải kéo tịnh độ ở tây phương của đức phật a di đà này kéo lại cho gần mình và thật gần mới là đúng để là chúng ta tin pháp phải tin tuyệt đối không có nghi ngờ và nếu mà hành giả tịnh độ phải thuộc lòng bản kinh a di đà cơ ngoài bốn tám đại nguyện phải thuộc lòng kinh a di đà điều thứ ba chúng ta tin đó, là chúng ta tin vào tăng Tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Hôm nay quý vị có mặt trong đạo tràng này có mặt ở tổ đình này là quý vị trở thành một tăng. Bởi vì ở trong này đâu có tranh nhau cãi nhau. Người đời họ cãi nhau, họ đánh nhau, họ chém nhau, họ giết nhau như trong chùa đâu dám làm điều đó. Sư phụ Quang Pháp nói chúng ta là trong quyển lời hoa ngài có nói đó thị phi tâm loạn niệm phật tâm an thị phi thêm oán niệm phật thêm nhàn mình có cãi nhau lúc nào đó chị em huynh đệ gặp nhau em xin lỗi chị chị xin lỗi em hôm qua đó chị không có phật ở trong mình cái hạt giống phật của chị mất tiêu rồi chị nói những lời nói đó tổn thương đến em chị xin lỗi em mình nói điều đó ra mình có mất gì không không có mất gì hết trơn trong nhà mình cũng vậy đó vợ chồng con cháu với nhau một tháng ít nhất cũng phải một lần ngồi lại vợ xin lỗi chồng mẹ xin lỗi các con trong một tháng qua đó vợ có những điều không phải với chồng mẹ có những điều không phải với con bằng miệng bằng lời hay bằng ý cho mẹ xin lỗi các con cho vợ xin lỗi chồng và người chồng cũng nên tập nói như vậy Những người con cũng nên tập nói như vậy Đó là mình xây dựng tịnh độ Mình đưa tịnh độ Tây Phương của Phật A-di-đà Vào chính trong gia đình của mình <laughs> Nhiều khi mình xin lỗi người thế gian được Nhưng mà người trong nhà mình nó mở miệng nói câu xin lỗi thì sao Thẹn lắm Ngại lắm Ốt dột lắm Phải không ạ nhưng có gì đâu Mình không thương được những người trong nhà mình Thì làm sao mình nói mình thương được những người ở ngoài Đấy Quý vị thấy tăng là một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh Ở đây mà chúng ta còn cãi nhau Thì nói sám hối quý vị nha Ra ngoài còn hơn thế nữa Mà chúng ta nghi ngờ tăng Như quý vị thấy Trong năm nay 2020 Có rất nhiều bài báo viết về hình ảnh của chư chư tăng. Người ta viết đúng cũng có, chưa đúng cũng có, thực cũng có mà hư cũng có. Nếu mà chúng ta không đủ đức tin thì chúng ta bỏ đạo luôn. Bỏ đạo luôn. Phải không? Bởi vì chúng ta thấy những cái điều đó, nhưng một vị đó không có nghĩa là tăng vị đó chỉ là một thành viên trong tăng thôi bây giờ cơ thể của mình bên trái nổi một khối u chẳng nhẽ bây giờ mình bỏ luôn cả bên phải khối u ở chỗ nào thì mình chữa ở chỗ đó còn cắt hay không thầy không dám như vậy đối với những người phật tử chúng ta tin tăng là phải bảo vệ tăng có những điều gì chưa đúng thì trong nhà chúng ta hãy nên góp ý cho nhau nhiều khi các vị bây giờ có điện thoại thông minh lại hùa theo người ta à thầy này đúng nè thầy này sai nè thầy này thế nọ thầy này thế kia nhưng mà hóa ra cuối cùng là mình tự diệt chính chính mình đúng sai mình chưa biết nhưng mà mình phải là người bảo vệ chánh pháp Và bảo vệ chư tăng cái đó Mình phải có đức tin ở nơi đó Mình hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp Hộ trì cho tăng đoàn của chúng ta Bởi vì mình là Phật tử Chư tăng mà không còn thì mình tu vào đâu Có nhiều người nói không Bây giờ bốn người cư sĩ cũng là một tăng rồi Xin lỗi Cái đó là tăng gì không biết Nhưng mà thầy thấy là tăng tăng dực dực ấy quý vị biết rằng cách đây mấy hôm thì tượng phật hoàng trần nhân tông từ ngoài nam định rước vô trong để ở việt nam quốc tự đến ngày thứ hai ngày thứ ba gì đó có một người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi đội mão đắp y ra múa may quay cuồng ở đằng trước tượng đó bà cũng tự xưng bà là tăng rồi cũng có một cái ông ở vũng tàu cũng nói mình là tăng thì cái đó là tăng lên, tăng xuống, tăng, tăng, tăng gì đó thì không biết Nhưng không phải bản chất là của tăng Tăng tiếng phạn là sang ga Là một đoàn thể Mà đoàn thể đó phải là đoàn thể hòa hợp, thanh tịnh với nhau Quý vị là những người hộ trì tam bảo, hộ trì cho chữ tăng Mình phải biết bảo vệ tăng ở chỗ này nếu mà mình đã nghi ngờ rồi Thì mình làm sao mình đủ điều kiện Mình về Tây Phương Cực Lạc được bởi vì ở Tây Phương Cực Lạc A-La-Hán nhiều vô số Bồ Tát thì không thể dùng toán số thế gian để mà tính đếm hết Những người hạ căng thì nhiều nhiều không đếm xuể Những người vãng sinh về đó Đã sinh về, sẽ sinh về Đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện Nhiều lắm Như vậy mình đã nghi ngờ tăng mình đã nghi ngờ giáo pháp mình đã nghi ngờ phật thì làm sao mình đủ điều kiện để mà mình xin về tây phương cực lạc được cũng giống như bây giờ mình về chùa đây nhưng mà mình không đủ đức tin ở nơi thầy không đủ đức tin nơi sư phụ không đủ đức tin nơi chư tăng cái bắt đầu mình sinh ra cái tâm dò xét soi mói để ý từng chút từng chút một nhặt những cái mà đau khổ của người khác ấy, mình cho vào trong cái trí nhớ của mình mà tu như vậy là đúng hay sai quý vị chúng ta để hóa giải chúng ta để thân cận thì trong giáo lý căn bản đã có dạy cái pháp tứ y nhưng ở đây tâm hòa muốn chia sẻ với quý vị cái cơ bản là gì? Có mấy hạng người này. Hạng người thứ nhất, họ nói tốt nhưng mà hành động của họ không tốt thì ta để ý lời nói không để ý hành hành động. Hạng người thứ hai, người ta nói là gì? Hành động người ta làm tốt nhưng lời nói người ta không tốt thì mình hãy để ý vào hành động chứ không để ý vào lời cái hạng người thứ ba là gì lời nói không tốt hành động không tốt nhưng tâm của người ta ý của người ta tốt thì mình cũng hãy để tâm để ý nơi cái biểu hiện của họ chứ chúng ta đừng có theo thói quen hay để ý những cái xấu của người khác hay để ý những cái dở của người khác nhưng mà càng để ý cái dở cái xấu chừng nào á thì mình rước cái đó về nhà dân gian có câu ghét của nào trời trao của đó ngày xưa mình nói không tôi mà lấy chồng á chồng tôi không có rượu bia gì hết tôi ghét mấy ông rượu bia lắm ghét dữ lắm cuối cùng sao dính hết trơn à chẳng những ít mà còn nhiều nữa cho nên có những người sao ý nghĩ không tốt lời nói không tốt việc làm không tốt người đó đáng thương hơn là đáng đáng trách kể cả người xuất gia cũng đều là phàm chưa ai dám nói là đã chứng thánh cho nên đôi lúc người xuất gia cũng có lời nói, hành động ý nghĩ chưa có thật sự là là đẹp, mà mình là người Phật tử đó, mình là người tại gia đó, mình phải xây dựng đóng góp một cách chân thành, biết thông cảm lắng nghe và bảo vệ tăng đoàn của mình. Bảo vệ chư tăng của mình, bảo vệ quý thầy của mình trên nền tảng đúng chánh pháp. Chứ không phải bảo vệ là hùa theo những cái sai đó mà khi thấy những điều đó mình đừng có hô hào lên rồi quay điện thoại rồi đưa lên rồi nhắn tin đồng ý hay là chia sẻ gì mình hãy lặng lẽ tìm cách để mà chia sẻ với thầy của mình chia sẻ với chư tăng mà nơi mình đang tu đó là cách mình đóng góp chân thành và điều cuối cùng đó là mình phải tin vào giới giới là trang sức đẹp nhất cho mỗi chúng ta quý vị đi tu phải đẹp nhiều người nói không thầy ơi, tu Phật rồi còn đẹp gì nữa? ủa, quý vị nhìn thấy Phật Bồ Tát có xấu không? Ai cũng đẹp hết mà mình là Phật tử mình là có hạt giống Phật mà tại sao mình không được đẹp? Nhưng cái đẹp của chúng ta đó không phải là cái đẹp ở mắt kẻ, môi tô, má hồng, phấn phái mà chúng ta đẹp ở chỗ là gì? Lấy giới làm trang sức cho cho mình cái căn bản là chúng ta có năm giới mà bây giờ á, nghe quy y tam bảo xong mới vừa chủ nhật vừa rồi ngoài hòa phúc quy y cho gần 500 người xong quy y tam bảo cái okay, nói bây giờ quý vị trang nghiêm để truyền giới có ông cụ dơ lên thầy ơi, con không nhận giới đâu con chỉ quy y thôi nhưng mà mình giải thích cho họ hiểu bây giờ quý thầy hỏi các vị có muốn trường thọ không Muốn chứ Người tu tịnh độ mà không muốn trường thọ sao Nghĩa của A-di-đà là vô lượng thọ Vô lượng quan và vô lượng công Công đức Mình cũng phải muốn trường thọ chứ Mình mà không muốn trường thọ Thì mình đâu có đạt được Một trong ba phần của Đức Phật A-di-đà Quý vị có muốn trường thọ không Có Mà muốn trường thọ thì phải làm sao Không có được sát sinh giết hại Quý vị có muốn giàu có không? Có chứ, đi tu không thầy ơi, tu là con bỏ hết, bỏ hết. Đi tu là phải buông bỏ, Phật tử đi tu là phải xả hết, không có. Phật tử đi tu cũng phải biết làm làm giàu. Các vị nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Thế Chí, ai chả đầy trang sức ở trên người? Đúng không ạ? À? Đấy là biểu hiện cho sự giàu có, mình có mình mới sao? chia sẻ đến người nghèo hơn chứ giờ mình đi tu mình nghèo quá mình muốn chia sẻ người khác cũng không có cái gì để chia sẻ cho nên mình tu mình phải giàu có cái thứ ba là mình tu á mình phải muốn có hạnh phúc đó muốn giàu có thì không được trộm cắp mà muốn hạnh phúc thì không được tà dâm ngoại tình rồi bây giờ mình muốn có uy tín để mình nói cho người khác người ta nghe người ta theo mình thì không được nói nói dối Muốn có sức khỏe và trí tuệ Thì mình phải sao? Không được dùng các chất gây nghiện, gây sai Những sản phẩm đưa đến khổ đau Như vậy năm giới của Đức Phật Có phải là ràng buộc, là thúc ép, là gò bó chúng ta không? Mà năm giới của Đức Phật đấy chính là gì? Là món ăn tinh thần, là món quà cuối năm Happy New Year Phật tặng cho quý vị Quý vị giữ được điều đó là có trường thọ, có giàu, có, có gì? Hạnh phúc, có uy tín, có sức khỏe và trí tuệ Như vậy mình còn nghi ngờ gì nữa mà mình không dám nhận Được chưa ạ? Đừng nói cao xa gì hết Nghe căn bản đó thôi Và đối với người tu tịnh độ của chúng ta đó Thì chúng ta cũng phải giữ cái lời nguyện của, của mình hàng ngày mình làm tất cả những việc thiện Niệm Phật, tụng kinh, thậm chí là lâu dọn phục vụ cho chồng con cháu gì cũng vậy, tất cả những điều đó đó mình phải hướng về Tây phương cực lạc. Hồi hướng trang nghiêm Tây phương Tịnh độ, hồi hướng trang nghiêm cõi Tịnh độ của chính chính mình. Cách đây không lâu ở Tiền Giang có một bà cụ hơn 90 tuổi, trình độ không có nhưng mà bà suốt ngày bà niệm Phật, làm điều gì bà cũng hồi hướng, nguyện cho con đó, Sinh về Tây Phương Cực Lạc Quay trở lại ta bà để cứu độ chúng sanh Bà nói vậy ba chục năm Ngày nào cũng nói vậy hết Nói riết vậy Nhưng mà đến khi bà bị ung thư á Từ ở thực quản nó di căng lên đến não Nằm Mê man Mê mang thì mới đưa về một cái chùa ở đó Thì nhờ quý thầy đó tụng kinh vô lượng thọ Đến phẩm thứ 37 bà trúc hơi thở cuối cùng Khi mà bà trúc hơi thở cuối cùng á Quý vị biết rằng là gì những người con của bà đó họ mới nói thật là, ngay khi mà nghe tin mẹ trút hơi thở cuối cùng những người con không dám đến gần bởi vì họ sợ sát chết nhưng mà không biết đó, bà cụ đó, mất làm sao nó có những cái cái điều tốt đẹp mà tức là gương mặt hồng hào rồi là những người con lại đến với bà cũng giống như trong lúc bà đang ngủ vậy thôi tự dưng nó chiêu cảm đến những đứa con đứa cháu lại đến mà đến trong một cái khung cảnh rất là nhẹ nhàng, thư thái, chứ không có khóc lóc, ỉ ôi gì cả Mà cả ngày bà chỉ, quanh năm ngày tháng bà chỉ niệm Phật và hồi hướng có nhiêu đó thôi Cho nên chúng ta tin, ý, chúng ta làm Nhưng mà nhớ một điều, đó, đừng có cực đoan Cực đoan nghĩa là gì? Như những bài giảng trước đây của Sư Phụ Hoàng Pháp Ngài nói lên là để cho Phật tử chúng ta đừng rơi vào cực đoan trong con đường tu tịnh độ của mình mình tu tịnh độ mình phải cởi mở Mình phải dung hòa Mình phải chia sẻ với mọi người Mình phải học hỏi thêm giáo lý căn bản Bởi vì ngay trong Kinh Di Đà đã nói rồi Người tu tịnh độ phải học Tứ diệu đế, ngũ căn ngũ lực Nói chung là 37 phẩm trợ đạo Chứ không có nói tôi giờ chỉ biết cái Niệm Nam Mô Di Đà Phật Với tụng Kinh Vô Lượng Thọ Hoặc Bản Kinh Di Đà là đủ Không phải Mình phải nếu có điều kiện từ trung căn cho đến thượng căn là phải học hết tất cả phải biết hết tất cả Còn nhiều người tu cực đoan Thầy lấy ví dụ Bây giờ chúng ta ở nhà Mình đóng cửa, mình không giao du gì đến bà con xung quanh hết Mình nói không giờ tôi tu rồi Ngày trước chưa tu thì gặp ai cũng sở lỡi Chào à chị đi chợ về Anh đi làm về vân vân Còn bây giờ đóng cửa tu Giờ tôi tu rồi Nam Mô Di Đà Phật Mà người ta nói rằng là gì Tối lửa tắt đèn làng xóm là Giúp nhau càng tu phải càng cởi mở càng tu phải càng chia sẻ đến tất cả mọi người càng tu phải càng chịu khó học hỏi các nền giáo lý để chúng ta bổ sung cho cảnh giới tịnh độ của, của mình còn nếu mà mình chỉ biết có nam mô với đà phật với kinh vô lượng thọ là đủ rồi ấy, thì mình cũng xây dựng được cảnh tịnh độ nhưng cảnh tịnh độ đó của mình nó giàu hay nghèo nghèo lắm nên, nên mình phải làm cho cảnh tịnh độ của mình nó giàu lên phong phú lên để mà tất cả mọi người về với mình đức phật a di đà cũng vậy tất cả mọi người đều về với ngài là bởi vì ngài không có ích kỷ ngài không có cực đoan mà ngài nhận hết tất tất cả cho nên ấy, nếu vị nào mà có đức tin tuyệt đối vào phật vào pháp vào tăng và vào giới thì trên bước đường tu kể cả chúng ta tu pháp môn gì cũng đều đạt được kết quả như ý muốn của mình đối với người tu tịnh độ của chúng ta đó thì mình tin Đức Phật A Di Đà, tin lời nguyện của Phật A Di Đà, tin vào chư tăng và thánh chúng của cõi tịnh độ và đặc biệt là chúng ta giữ lời nguyện ước của mình, lời cam kết của mình đối với Đức Phật A Di A Di Đà. Mà nếu nhỡ một lát nữa Phật A Di Đà có vẫy gọi thì sao? Con hoan hỷ chứ đừng có nói Thôi thôi cô để con về nhà Bảy ngày rồi con bỏ nhà rồi Cho con về nhà cái rồi con theo Phật Đó cũng là nội dung Mà hôm nay nhân dịp Ngày Khánh Đảng Đức Phật A Di Đà Được sự cho phép Của Sư Phụ và Chư Tăng Tâm Hòa có vài lời chia sẻ Để Hóa giải những nghi ngờ của quý vị Và củng cố niềm tin Của những người tu tịnh độ chúng ta Quan trọng là mình phải thiết lập và kéo được cảnh giới tịnh độ ở Tây phương Cực Lạc về với với mình. <laughs> Chân thành cảm ơn tất cả quý đạo hữu Phật tử. Những người đã quen, đang quen và chưa quen đều chúc cho tất cả quý vị được bình an mạnh khỏe và gửi lời thăm sức khỏe đến con cháu nội tộc ngoại tộc của tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.